Xin chào mọi người, mình là học viên của khóa học nhớ khoa chuyên sâu. Mình vừa tổng hợp được về bài axit carboxylic trong môn hóa đại cương. Để tổng hợp được bài này, mình đã sử dụng phương pháp mà mình đã học được trong khóa học. Bài ngày hôm nay mình sẽ đề cập đến cách đọc danh pháp của một axit carboxylic như thế nào, phương pháp điều chế ra sao và lý tính và hóa tính như thế nào. Trước hết, về axit carboxylic sẽ có nhóm carboxin là nhóm COOH. Nhóm này vừa có liên kết OH vừa có liên kết carbonin nên sẽ có tính chất của cả ancol và aldehyde và cetone. Về danh pháp của axit carboxylic có công thức sẽ là axit cộng cho tên hydrocarbon tương ứng rồi cộng cho bằng đuôi OX. Ví dụ đây là một axit carboxylic, mình sẽ đánh số sao cho ưu tiên gần gốc COOH nhất và mạch phải là mạch dài nhất, mình sẽ đánh 1, 2, 3, 4 và tại vị trí số 3 sẽ có nhóm thế. Và tại vị trí số 2 sẽ có liên kết đôi. Vị trí nhóm thế này mình sẽ đọc là 3 rồi gạch. Đây là phenol, phenin mà clo lại gắn ở vị trí para. Mình sẽ đọc là para clo phenin. Xong rồi tới hydrocarbon tương ứng là 4C sẽ là but. Nhưng mà là liên kết, có liên kết đôi nên là đọc là N. Sau đó nối gốc OX vào. Và vị trí liên kết đôi là vị trí số 2. Về lý tính của axit carboxylic, axit carboxylic sẽ có tính axit và đặc biệt có gốc OH, có khả năng phân cực nhiều hơn so với ancol. Chính vì thế mà hiđro dễ dàng tách ra làm tăng tính axit và nhiệt độ sôi cũng cao hơn so với các carbon tương ứng. Ngoài ra tính axit còn phụ thuộc vào nhóm R là nhóm hút hay nhóm đẩy. Nếu mà là nhóm đẩy E thì tính axit sẽ giảm, nhóm hút E tính axit sẽ tăng. Ngoài ra còn phụ thuộc vào bên trong axit carboxylic này sẽ có liên kết đôi hay liên kết ba. Nếu như mà liên kết đôi càng gần thì càng gần gốc COOH thì tính axit càng tăng. Tuy nhiên nếu như liên kết đôi mà gần với lại gốc OH như thế này thì làm tính axit giảm. Còn liên kết ba thì luôn luôn làm tăng tính axit dù cho nó có gần gốc COOH như thế nào đi nữa. Gốc phenin sẽ có tính cộng C lớn hơn trừ y, chính vì thế mà là giảm tính axit. Còn với halogen có tính trừ y lớn hơn cộng C, chính vì thế làm tăng tính axit. Tại sao lại là cộng C, tại sao lại trừ y, mình sẽ giải thích trong video tiếp theo. Về phương pháp điều chế của axit carboxylic thì sẽ có khá là nhiều phương pháp, nhưng tuy nhiên cho bài ngày hôm nay mình sẽ đề cập đến 3 phương pháp phổ biến, đó là sử dụng tác nhân Grignard. Như là trong phương pháp điều chế ancol, mình sẽ cho cộng với nhóm carbonin. Tuy nhiên để điều chế được axit carboxylic, mình sẽ cho cộng CO2. Vẫn là phản ứng cộng thân hạch. Phản ứng cộng thân hạch. Lúc này nhóm R sẽ tiếp tục liên kết với C, nhóm Mg brom sẽ liên kết với lại O cho ra được chất này, sau đó cộng với hiđro, cộng với nước. Hiđro từ nước sẽ liên kết với lại O và Mg Br sẽ liên kết với lại OH. Ngoài ra có phương pháp oxy hóa, mình sẽ oxy hóa ancol cho ra aldehyde cetone rồi cho ra được axit. Tuy nhiên khó để có thể dừng được ở nhóm carbonin mà thường sẽ cho ra tới axit. Ngoài ra còn có oxy hóa của ankin benzen sẽ cho ra được một axit carboxylic cắt đi gốc R. Và các tác nhân oxy hóa như là CU K2Cr2O7 hoặc là KMnO4 và một số chất khác nữa. Một phương pháp tiếp theo đó là carboxin hóa của ankin. Trong phương pháp điều chế axit carboxylic mà từ 3C trở lên ha, mình sẽ có công thức như vậy, cộng với CO và nước. Về hóa tính của axit carboxylic, vì trong nhóm carboxin sẽ vừa có liên kết OH vừa có liên kết carbonin nên vừa mang tính chất của ancol vừa mang tính chất của aldehyde và cetone. Trước hết về đề cập đến tính chất của ancol, sẽ có tính chất cắt đi liên kết C với O này ha, sẽ thế nhóm OH bằng một halogen nào đó và sẽ phản ứng được với HX, BX3, BX5 hoặc SOCl2 như mình đã đề cập trong bài ancol. Sẽ thế đi gốc OH bằng một halogen và có khả năng thế bằng amin khi tác dụng với NH3 và tách nước cho ra được dẫn xuất axit amin.
có khả năng tạo este khi tác dụng với lại ancol và khả năng phản ứng với ancol bậc 1 rồi tới bậc 2 rồi tới bậc 3. Ngoài ra, trong hóa tính của axit carboxylic còn có phản ứng thế với hydro alpha, hydro linh động giống như là trong aldehyde và ceton, sẽ tác dụng với lại X2 là một halogen và thế cho đến khi nào không còn hydro alpha nữa. Và khi viết phương trình thì mình sẽ viết phản sản phẩm cuối cùng. Vì có nhóm carbonin nên có thể tác dụng với lại tác nhân Grignard như là trong aldehyde ceton đối với dẫn xuất của axit carboxylic trong phương pháp điều chế ancol. Đây là phương trình mà mình đã đề cập trong bài aldehyde ceton. Ngoài ra có 3 phương pháp khác, đó là thủy giải như là thủy phân este ha, hoặc là phản ứng khử thằng ancol hoặc là khử thằng hydro carbon. Có khả năng tách nước tạo ra anhydride acid. Đây là hai axit carboxylic sẽ có phản ứng tách nước, như là axit bên đây sẽ tắt đi gốc OH, axit bên đây sẽ tắt đi hydro, sau đó liên kết tạo thành anhydride acid. Bài tổng hợp của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu có gì sai sót hoặc chưa đúng thì mong các bạn góp ý. Mình cảm ơn.